Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 10, ngày 31 tháng 10 nha mọi người. Hôm nay ngày cuối cùng của tháng 10. Thì em cũng soạn được ít hàng để lên cho mọi người xem ha. Thì hôm nay em có được cũng những mặt hàng quen thuộc thôi ha. Thước cặp, máy mài hơi, mũi khoan, bàn ren, chip tiệp. Rồi về một cái thùng này. Số điện thoại của em vẫn là số cũ nha mọi người nha. Số 0961063939 nha, em tên là Trực nha. Thì em chỉ dùng một số điện thoại này để bán trên kênh này thôi ha. Mọi người mua hàng thì vui lòng gọi số điện thoại này hoặc kết nối Zalo nha. Thì kết nối Zalo em là mở không có khóa gì hết ha. Mọi người có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin rồi đều được hết. Tiền hàng á thì mọi người sẽ trả thêm tiền phí ship nha. Bên em sẽ không có bao ship nữa nha mọi người nha. Mọi người lưu ý ha. Rồi, đầu tiên là cái thùng này em không có ghi mã số gì hết tại vì nó khá nhiều là có lẽ là em không có biết bán sao đây. Tại vì cái này mua cũng mua theo ký. Cái thùng này nó là cân cả thùng nó là 15 kg đúng nha. Thì cái thùng này 1 kg nó còn khoảng 14 kg. Lúc mua người ta cũng tính về cho mọi người. Thì trong đây á nó là những cái đầu nối hơi ha. Nó bằng thau nha. Đó. Những cái đầu này là đầu chia xuống nha. Đó. Đầu này đầu nó chia xuống 1/8 ha. Đó. Rồi trên đây người ta có ghi nè. Đó, những cái này là cái linh kiện ở trong công ty người ta lắp vào máy á, thì đầu ren hơi BT 1/8. Ra cho cái ống 4 ly ha. Ra cho ống 4 ly. Đó, rất là nhiều nha. Ống 4 ly thì mình xỏ vào trong đây nó. Cái này là hàng chưa có dùng nha, nó còn cái keo đây nè. Đó, ống 4 ly mình sẽ xỏ qua cái này. Đó, xong mình cắm vào đây ha. Nói chung là bên về máy cơ khí tự động hóa đó là bắt buộc phải dùng những cái này. Thì mới đấu dây hơi được bộ được ha. 1/8 4 ly 6 ly thì cái đầu này là đầu chia hơi ra làm ngã 3 nè. Đó. Đây, mình xem người ta lắp vào như vậy nha. Này nó siết chặt rồi. Đó, cái ống hơi người ta sẽ đi vào đây ha. BT 1/8 ra ống 6 ly. Cái này là loại góc nha. Ngã 3 ống 10 ly. Ngã 3 ống 10 ly ha. BT 1/8 4 ly. Những cái loại mà người ta gắn hơi bằng đó, như vậy ha. Nó có nhiều loại trong đây lắm nha mọi người nha. Đó. Rất là nhiều loại. BT 1/8 4 ly lại thẳng ha. Đó, này thì đa số là BT 1/8 là nhiều. Có bọc này nè. 1/4 nè. Đó, 1/4. Ống 6 ly ha. Loại này thì nó có cái chốt đồng bên trong này nha. Cái này nó bấm như vậy nè. Đây, chỉnh lưu ha. Phụ kiện này hàng mới chưa xài nha, cái này là chưa có xài gì luôn á. Đây trong đây nè. 1/8. Cái này chắc ra ống 12 ly. Đó, những cái linh kiện hơi ha. Thì cái này mọi người mà máy móc nhiều á, thiết bị nhiều á thì nên sắm này về để lưu kho ha. Thì
mình cứ lấy ra dùng luôn, khỏi đi mua. Tại cái này ở ngoài thị trường họ bán cũng khá là cao tiền nha. Cái này cũng bán ký thôi nha, cái này cũng bán cân ký thôi. Nói chung là lãi 20 ngàn ký là bán được hai cái này thì bán khóe mà người bán cũng được. Đó, cái này thì em mua là một cái hàng lưu kho nhập công nhật về đó thôi. Một sọt này là 14 ký nha. Để lúc em mua cũng cân ký tính 14 ký thì ai mua thì cái này cũng tính là 14 ký nha. À, cái này em ưu tiên bán hết không bán lẻ nha mọi người nha. Đó, cho quý công ty nào cần thiết sử dụng nhiều thì mình mua này. Giá nó cũng không cao đâu ha. Trên giá phế tỷ. Rồi. Rồi cái thùng nó mất hết 6 phút rồi. Rồi bắt đầu vào mã số 1 nha mọi người nha. Mã số 1 thì trong đây nó có khoan tâm với lại lã lỗ. Đó, mấy cái này ha. Cái này là chưa sử dụng nha. Đây nè, hai cái lã. Cái lã lớn cái lã nhỏ ha. Đó. Một cái lã lỗ 20 ly ở đây ha. Cái kia chắc 16 như mấy. 20 ly. 20,5. Rồi 4 cái khoan tâm. 1 ly nhân 6 ly nha. Cái khoan tâm dài 3 ly nhân cho 8 ly. Mới nha. Một cây này cây khoan tâm. Khoan tâm vát mét nha. Phi 10. Với lại một cái cây khoai hợp kim ha, cái này cũng dùng rồi nha. Đó, hợp kim. Cây này nó là 6 ly 8 nha. Khoai hợp kim. Đó, cái này thôi. 400 ngàn nha mọi người nha, mã số 1 nha. Đó. Mã số 2 là mấy cái viên chip này. Thì viên chip này là viên chip để người ta dùng chạy cái R nha mọi người nha. Chạy R á, thì nó sẽ không có dùng cái góc này đâu mà dùng cái cạnh này nè. Đó, chạy R. Thì những cái máy mà nó vác C, vác R á, máy vác R cầm tay hoặc máy vác R mà để bàn á, thì người ta dùng cái loại chip thì nó dùng chip như vậy ha. Nó sẽ có nhiều loại lắm. R bằng nhau hoặc R khác nhau đều được có ha. Đây như cái này nè. Đó, như cái hộp này là R khác nhau nè. Đây là con này nè. R nhỏ nè, lớn từ từ nè, lớn từ từ lên ha. Còn có cái R rất bự nha. Đó. Hai con này R lớn nè. Này là R5 luôn. Để mình chạy những cái cạnh R ha, R3. Đó thì cái này có 10 viên thôi, 10 viên. Thì cái này anh thấy chắc còn mới hết chứ không có viên nào cũ đâu. Nó dính nhớ thôi chứ còn không có cũ. 10 viên này là 300 ngàn nha. Ở nhà ai mà dùng máy vác R, vác C mà có máy thì mua lại chip này. Hôm bữa em bán cho anh Khương cái máy đó cũng có đó. Mà em tặng, được đó tặng, em tặng anh cũng như mấy viên á, để về sử dụng ha. Cái này 300 ngàn nha. 10 viên, 300 ngàn, 30 ngàn một viên. Mã số 3 là một hộp chip này 2, 4, 6, 8, 10, à 12 viên nha. Hộp này có 12 viên. Tại vì nó có hai hộp nhưng mà cái hộp kia bị bể rồi. Nên em bỏ đi ha. Thì cái này là chip hạt nặng nha. Kích thước nó là 12 ly 7 nè. Ngang 12 ly 7, dài 25 ly 4. Độ dày của nó là 3 ly 2 ha. 3 ly 2. Đó. 12 ly 7. Làm 1/2 inch á, còn chiều dài là 1 inch. Độ dày là 3.2 ha. Thì cái này mọi người ai mà phù hợp thì mua nha. Cái này là hợp kim nha. Hợp kim. Nó có 12 viên nha. Cái này tất cả là hàng mới chưa có sử dụng nha mọi người nha. Hai cái lỗ cuối là bỏ hai cái nè. Rồi hộp này là 300 ngàn nha. 300 ngàn.
Mã số 4 là một cái cây phay ngón hợp kim nha, nguyên khối 18 ly 19 ly 8 nha, gần 20 ly. Còn hai gem nữa là 20 ly, cái này hàng chưa sử dụng nha. Đó, phay hợp kim 2 me. Mới nha. Đuôi này đuôi 16 ly. Đó. À, cái phần phay á thì nó là 19 ly 8, cái me nó dài khoảng 55 á nha. Đó, nó dùng tới đây thôi. Dưới này thì không thoát được phôi nha. Chỉ phải dùng khoảng tầm 50 55 thôi. 55 là vẫn dùng được. 60 thì không thoát được phôi. Đó. Phay ngón hợp kim 2 me. Cái này hàng mới nha, chưa có dùng. À, 800 ngàn nha, một cây này 800 ngàn. Chỉ một cây thôi nha. Mã số 5 là cái cán cắt 12 vuông. Cái này dùng cho máy mini nha. Cán 12. 12 x 12 sử dụng cái viên chip cắt loại chip chip 3 ly á, nhưng mà cái hộp này là hộp chip 3 ly mà cái viên chip nó cái đầu nó hình tròn nha. Đầu nó R. Đó, khi mọi người lắp cái thì mọi người chỉ cần xỏ viên này vô đây nè. Cái cán nó có cái rãnh ở đây nha. Đó, mồi xỏ vô. Rồi xiết cái con này xuống là nó bám vào ha. Xiết xuống. Xiết con lục dạ xuống, con sao này xuống ha. Thì cái này em sẽ tặng thêm cho mọi người một cái lục giác sao để về mọi người dùng cho đủ bộ nha. Đó, cái hộp chip này là hộp chip mới chưa dùng luôn nha, 10 viên. Chip mới luôn á, cái viên chip này hôm qua em cầm bỏ vô nên nó cầm gắn vào đây nè. Nên nó hơi dơ ha. Chứ cái này là hàng mới chưa dùng. Rồi mã số 5 là một cái cán mini và một hộp chip cắt 700 ngàn nha. Cái này, cái hộp chip này nó hơi cao, cán này thì cũng hơi cao nên thôi bán 700 ngàn. Rồi mã số 7, mã số 6 nha, cũng 700 ngàn luôn. Thì cái này á là những cái chip mà người ta chạy rảnh đó nha, chạy rảnh ngoài. Thì kèm đó là một cái cán CRDS 25x25 chạy rảnh ngoài nha. Chip S chip T22 ha. Chip tam giác 22. Đó. Thì nó sẽ kèm theo một cái cán này, sẽ kèm theo là một hộp chip này là mới nè. Mới nha. Đó, thì trong đây nó có mấy loại lận. Mọi người về đo cái kích thước của nó, chiều dài nó bao nhiêu thì phù hợp với cái rảnh mình dùng thì mình chạy ha. Này là 2 ly đúng nè. Hộp này 4 viên. Nói chung cũng có xài rồi hay sao á. Có viên xài rồi, có viên chưa. 2 ly. Này 4 viên ha. Hộp này 7 viên. Nó dính dầu nhớt tùm lum hết nha. Hộp này 6 viên. Hộp này hình như có 5 viên mới nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên mới. Viên này hơi cũ. Đó. Đó là có cũ có mới. 17 viên là em thấy là 17 viên là mới đó. Còn là những viên kia thì nó dính nhớt nên là không thể nào nhận ra là mới hay cũ được. Đó. Kèm cái cán này luôn nha. Mới chip kẹp cán này là 700 ngàn nha mọi người nha. Chip chích rảnh, cán chích rảnh ha. T22. Mã số 6 ha. Đến mã số 7 là cái này nó hai, nó 2 kg hơn 2 kg khoan ha, tầm 2 kg mốt 2 kg 2 gì đó là em cân á. Nó sẽ có là cây khoan 21 ly nè. Khoan này khoan cũ đã dùng rồi nha mọi người nha. À, 16 ly rưỡi nè. Cái cây này bị người ta cắt cái đầu rồi. Này về mọi người phải mài lại nha. Cây này hơi ngắn. Cây này 16 ly đúng. Me nó dài chỉ có 60 thôi. Cây 19 ly 7. Me dài 110. Cây này 15 ly 7. Me dài 100. 22 ly,
me dài 85 và một cây 22 ly 7 me dài 130 đó. Rồi. 4, 7 cây ha. Có cây lớn này, cây 22 ly này á là sử dụng côn số 3, còn lại là côn số 2 hết ha. 500 ngàn nha. Cây này 500 ngàn. Mã số 7. Mã số 8 là mấy cái khoai nóc đuôi côn ha. Này là khoai nóc nha. Này mới chưa xài luôn, 13 ly 7 nè. Mới chưa xài. Côn số 1. Nachi ha, 13 ly 7 da băng. Này hàng mới chưa xài nha. Nói những cây này thì giá nó cực kỳ đắt luôn á mọi người. Đó, để mà mọi người ra ngoài mua một cây này thì ối giời ơi luôn. Cái này bọn em mua cũng đắt. Nói chung là cân đối, nó có cái bán về bán bỏ đi. Rồi, 20 ly 2 cây này thì cũng đã khoan rồi nha, chứ không phải mới. Nhưng mà me nó chưa có mài lại gì hết ha, còn bén. Me chưa mài. Đó, con số 2, 22 ly 7. Một cây 21 ly 3. Đó, cây này cũng khoan rồi nè, nhưng mà khoan ít. Còn bóng hới luôn ha. 21 ly 3 nha. Con số 2. Cây bự này 27 ly 7. Cái này cũng dùng rồi nha. Dùng rồi nhưng mà nói chung là dùng ít thôi, vài lần. Ở này nó bóng chỗ này lên thôi. Còn lại me là đẹp hết, là chưa khoa, chưa có mài gì hết. 22 ly 7 Nachi. Này là coban nha mọi người nha. Nó có lớp phủ coban nha. Đó, HSO đó. Những cái loại khoan mà nó có phủ coban này nè. Giá nó mua cũng khá cao nên em bán đây 4 cây nó tới 1 triệu 2 là nha. Tính ra 300 ngàn đồng một cây nha. Đó. Đó. Mọi người thấy đắt thì comment nha. Tại vì cái hàng này đi mua nó cũng khá là căng á. Mã số 8, 1 triệu 2 nha, 4 cây khoan, khoan inox, kích thước nó đây, 13 ly 7, 20 ly 2, 21 ly 3 và một cây 27 ly 7 nha. Đó, mọi người ai vào việc thì liên hệ nha, 4 cây. Rồi đến mã số 9, ở đây thì em có là 2,5 kg khoan nha, không có tính cái rổ này, chỉ tính khoan trong rổ thôi ha, 2,5 kg. Tặng kèm 3 cây khoan hở khoan tâm inox. 3 cây này thì nó 3 cây kích thước khác nhau nha. 6 ly, 10 ly. À cái này nhưng phải 6 ly đâu. Này 5 ly. 6 ly, 10 ly. 13 ly, 13 ly nha. Cái này là tặng nha, cái này là em còn dư ở nhà một ít nên em tặng, tặng kèm nha. Còn ở trong đây thì nó sẽ có những cây như là 12 nè, 10 ly rưỡi nè. Khoai này cũng dùng rồi nha, nhưng chưa có mài đầu gì hết. Nói chung là còn xài đẹp, không có vấn đề gì. 10 ly rưỡi nè, 12 ly. Cái này mài đầu rồi nè. Cái này là 12 ly rưỡi nha, 12 ly rưỡi. Khoan inox nha. 15 ly. Cái này chưa mài ha. 15 ly. Tất cả này là đuôi trụ hết nha mọi người nha. 11 ly nè. Rồi để em xếp ra. Em xếp ra rồi em đọc cho mọi người cho dễ. Rồi đây, cái cây lớn nhất. Cái cây lớn nhất là cây này nha, 22 ly nè. Cây lớn nhất là 22 ly.
Đó. Xong rồi tới 21 ly nha. 21 ly. Rồi 20 ly. Mười chín ly. Mười chín ly ha. Mười bảy ly rưỡi nha. Không có 18. Mười bảy ly rưỡi. Mười sáu ly rưỡi nha. Mười sáu ly rưỡi. Mười lăm ly nha. 14 ly. 13 ly và 12 ly rưỡi ha. Đây nè, cây này là cây 12 ly rưỡi nè. 13 ly nè. Những cái đầu người ta mài lại rồi nhưng mà rất là đẹp nha. Mài gần như là mài có cái dấu mài nó chưa thấy dấu xài lại luôn. Này. Cái này là 12 ly đúng. 12 ly. Rồi 11 ly, rồi cái nhỏ là 10 ly rưỡi nha. 11 ly, 10 ly rưỡi. 10 ly rưỡi, 11 ly, 12 ly, 12 ly rưỡi, 13, 14, 15, 16 rưỡi, 17 rưỡi, 19. 20, 21, 22 nha. Chỗ này là 2 kg rưỡi nha, 2 kg rưỡi lũa khoan inox. Cái này em bán 2 triệu nha, 800 ngàn một ký nha. 2 triệu, 2,5 kg mà 2 triệu tính ra là 800 ngàn ký, không tính mấy cái quan tâm này em tặng kèm nha. Mã số 9 2 triệu nha. Mã số 10 là 700 ngàn. Cái này là cán tiện hợp kim hàng nha, vẫn còn. Thì cái này cán 16 ly nha. 16 ly. 3. Cái này nó mài biến dạng móc nè. 4 5 6, cắt nha. 7, hai lần cắt nè. 8 9, cái này tùy nhau xíu. 10 11, 5 cây này đang hộp nha, mới hết ha. 12, tổng cộng 16 cây nha mọi người nha. 13, 14, đâu cắt cái nè. 15, và cây này cây móc 16. Mã số 10 nha, 16 cây cán này cán hàng, 700 ngàn nha mọi người nha. Cán hàng hợp kim của Nhật. Rồi mã số 10. Mã số 11 là cán 20 nha. Một cây nè. Hai cây nè. Cây này cây móc nha. Hợp kim nè. Cái này chưa xài. Hai. Cây này cũng cây móc nè. Ba. Cây này đẹp lắm nè. Bốn. 5 6 7 8 9 cây nha. Bộ này 9 cây thôi. 9 cây. 9 cây là 500 ngàn nha mọi người nha. Hàng mới chưa sử dụng. Mã số 11 nha. 9 cây 500 ngàn. Mã số 12 là 10 cái cây phay R nha. Cái này mọi người phay biên á. Phay R ha. Cái này là 1 R1 ly 3 ha, R nhỏ. Cái này là R2 ha. Để đổi cây khác, cái này xấu quá. Đâu sẽ đổi cho mọi người cây khác nha. Này nãy mở ra sao không thấy xấu dữ. Này đổi cây khác.
cái này R7 nha, R7, R3, R4.5, R4.5 hai cây luôn, R10 nha, R10, R6, R6, đó, cái này là R2 nè, R2 đầu nhỏ tí vậy đó, R1 rất là nhỏ nữa, đây R1 đây, không thấy luôn. R1, cái này R5 nha, R5 đó, đủ size 5, 6, 7, 10, 4.5, ở trong đây là 10 cây nha, cái này 400 ngàn nha mọi người nha, cái này 400 ngàn là cái phay R cạnh nha, 400 ngàn mã số 12. Số 13 ở đây em có 8 cái cây phay cút ngang nha, đường kính 40, dày 2 ly nha, đường kính 40 dày 2 ly. Cái này là đường kính 60 dày 4 ly, cái này chưa xài nha, đường kính 60 dài 4 ly, có cán dài. Cái này đường kính 65 dài 4 ly, đường kính 65 ha, dài 4 ly, phay cốt ngang, mình lắp lên máy phay mình phay ngang cái cạnh ngang ha. Cái này bộ này là 500 ngàn nha. Rồi phi 70 dài 2 ly nè, con này thì sử dụng rồi nha, đường kính 70 dài 2 ly, đường kính 40, đường kính 60 dài 4 ly, mới chưa xài luôn. Đường kính 60 dài 2 ly chưa xài, đường kính 50 dài 5 ly, dài 5 ly luôn nè, đường kính 50 dài 5 ly mới luôn chưa xài. Cái gì phi 48 đây, một con phay góc 90 độ nha, phay ngang 90 độ, phi 50 giờ góc 90 độ ha. Đó, con thôi nha, 8 con 500 ngàn, 8 con phay ngang chưa tới 100 ngàn con. Mã số 13 nha, mã số 14, mã số 14 là một cái rổ này là mấy cái bàn quay ren nha, bàn quay ren hệ in, thì ở trong đây có răng ống và răng thường luôn đó. Thì cái lô này á là nó bị mẻ nhiều, thì em đã lọc hết những cái mẻ ra rồi, thì có một vài con có thể nó bị mẻ dâm đó, những cái mẻ thì em bỏ đi rồi ha, thì chỉ còn những con đẹp thôi. Đây là 3/4 W10 nha, cái này là quay ren hệ in, đôi lúc mình cần một cái con ốc hệ in mà tìm không ra thì lấy cái này sử dụng để mình gia công luôn nha. Quay đây hệ in 3/4 10 răng trên in, 5/16 W18, 1/2 W12, 5/8 18 răng lên lên, 3/8 U24, những cái này thì hàng nó cũ ha, 1/4 20 răng, nó có 3 cái răng, 3 cái hệ in ha, ba cái ống nước ha,
3/8 W16, 1/4 W20, 3/8 W16, 3/8 BT này. Cái này là sẽ gia công cái răng ống 3/8 nha, răng đực á. Đó, cái này như mới. 1/2 BT nha, này dùng để là đó, cái này là một bộ, cái đàn cái nữa nè, 1/8 BT nè, đó, ba cái này, ba cái bên đây là răng ống nè, 5/16 nha, 3/4, 1/2 nha, 9/16 nha, 5/8 nha, 3/8 nha, 3/8 U24. Đó, cái này là 3/8 W16 răng trái nha, răng trái. Nó có chữ L nè mọi người nè, là răng trái nha. Rồi còn cái này. 1/4 W20. 1/8 BS, răng ống nước luôn nha. Đó, thì nó sẽ có là 4 nè. 9 nè. 10 nè. 12. 14. 16. 18, 20, 24 cái. Thì nó có ba cái này là xịn nhất nè, cần thiết là để sử dụng để mình làm những cái răng ống đó nha. 1/8 BT, 3/8 BT và 1/2 BT ha. Đó, ba cái này là xịn nhất trong bộ này. Rồi, bộ này 1 triệu nha, 1 triệu cho một mớ cái ổ quay rang này, 24 cái ha, 1 triệu. Cái này thì cái này là như đây, nhưng mà em còn một mớ cái hư nữa, nếu mà mọi người mua cái này mà mọi người xin cái hư em cho mọi người luôn nha. Cái đó nó bị mẻ, hệ in hệ mét luôn. Nó bị mẻ, có con bị mẻ lớn, có con bị mẻ nhỏ vẫn sử dụng được nha, vẫn tận dụng được. Thì cái đó em để đó, nếu mà không ai xin thì em bán phế liệu thôi. Còn nếu ai mua cái này mà xin thì em tặng luôn, một mớ luôn á, chắc mấy chục con á. Nhiều lắm. Ai mua này thì em tặng cho một mớ nữa. Mai ai mua thì gọi video để em cho coi, nhiều lắm. Cái này thì sàn ra là những cái ok không à. Rồi, mã số 15 là một cái bát phay sử dụng con chip T16. Cái này 500.000 nha, 500.000. Đường kính 20, cái đường kính mà để gắn lên máy là 32. Còn cái đường kính phay á, đứng cạnh á, là 63 nha. 63. Sử dụng tiếp chip T16. Thì em có để ở đây 7 cái viên chip. Không có chip mới nên để 7 cái viên chip cũ này nè. Đó, để về mọi người tận dụng nha. Cái này nó cũng hơi cũ. Lô này về nó cũ ha. Đó. Cái góc này còn ok nha. Đó, góc nè. Chỉ có cái mặt trên này nó hơi phạm tí thôi. Còn mấy góc nó ok. Chip này là góc chip đứng cạnh nha, để mình thay cạnh á, thay chân á. Cái bát phay với lại 7 viên chip này 500.000 nha, cán 32. Mã số 16 là ở đây em để ba cái bộ áo côn, thì nó là 200.000 cho một bộ nha. 200.000 một bộ, nó sẽ gồm như vậy nè, ba cái như vậy là một bộ nè. Ở đây là 3 bộ, 1, 2, 3. Không phải 3 cái này là 150 đâu nha mọi người nha. À, 200 ngàn đâu nha mọi người nha. Một bộ nó sẽ gồm 3 cái. Thì cái lớn nhất là cái 4, 3 ra 4 nè. Rồi 2 ra 3. Cái vừa là 2 ra 3 ha. Còn cái nhỏ nhất là 1 ra 2. Đó, 1, 2, 3. Cho mọi người dùng máy khoan hoặc máy tiện. Đó, 1 ra 2, 2 ra 3, 3 ra 4 ha. Đó. Thì bộ nào nó giống, nó cũng cũ giống nhau ha, không có đẹp, không có xịn gì đâu. Nói chung cái này về mọi người dùng vẫn dùng ok, không phải là đẹp. Đó. Mã số 16 nha, 200.000 cho một bộ nha, một bộ gồm 3 cái như vậy đây, em nối chồng ở đây. Ở đây có 3 bộ ha. Mã số 16. 200.000. Mã số 17 á, thì cái này cũng áo côn. Cái này là hàng nó như mới ha. Đó. Thì ở đây em có là cái này là 4, 3 ra 4 nè.
3 ra 4 bóng loáng ha. Rồi cái 4 à, 3 2 ra 4 ha. 2 ra 4. Đó. Đó, côn của Nhật nha. Rồi 1 ra 4 ha. 1 ra 4. 1 ra 4 như mới ha. Ba cái này. Rồi một cái trong này là 1 ra 2 nè. Cái này là mới luôn nha. Đó. Có bị reset xíu nhưng cái này mới luôn. Đó. Trong hộp luôn. Thì mấy cái này là cùng một hãng này. Cái hãng này là mình The Real Sliver. Đó, Takura. 4 cái này là 600 ngàn nha. Áo côn. Áo côn Nhật là gần như mới nha. Mã số 17, 4 cái 600 ngàn. 4 ra 1, 4, 1 ra 4, 2 ra 4, 3 ra 4 nha. Là một bộ như vậy là mọi người dùng đủ cho máy tiện con số 4 ha. Đó. Rồi mã số 18 là hai cái mài hơi. Thì ở đây là cái mài này là cái mài góc vuông góc nè. Hai cái mài hơi này đều của một cái hãng hãng Mao này nè. Đó, của Mỹ nha. Cái này của Mỹ. Mỹ ha. Cái này là hoạt động bao mọi người hoạt động nha. Con này thì không có thấy tem thông số, con này có nè. Con này là quay 15.000 vòng trên 1 phút nè. Đó, con này quay cực kỳ nhanh luôn. Đó, quay ngang. Thì cái cốt này là cốt 6 ly nha, cốt 6 ly của Mỹ. Mỹ nha. Hai cái này 1 triệu nha mọi người nha. Cái này 1 triệu. Cái này là đã cắm hơi sử dụng bình thường rồi nha, không có vấn đề gì hết. Còn con này á là con cắt ngang, người ta đang gắn cái lưỡi cắt ngang nè. Đó. Lưỡi cắt. Mọi người muốn gắn lưỡi cắt hoặc là mọi người muốn gắn đá thì tháo cái này ra nha, gắn miếng đá vô đây để mọi người mài khuôn hay mài gì đó. Còn con này mọi người mài khuôn hoặc là mài vỏ xe, lá xe gì đó. Đó, hai con này bán 1 triệu nha. Hai con này 1 triệu. Mã số 10 à 18. 1 triệu hai con này nha. Cũng Mỹ. Rồi đến mã số 19. Cái này em bán 900 ngàn nha. Cái này nãy em quên ghi số. Cái này là 900 ngàn nha, 900 ngàn. Một cái thước kẹp 6 tấc của Mitutoyo, dung tích 0.02 2%. Thì cái này nó cũng có sai số, cái này mình chỉ dùng để đo thô thôi ha. Thì nó sai số khoảng tầm 0.05 luôn á. Có độ hở nha. Thì cái này chỉ để đo thô thôi, giá nó có 900 ngàn ha. Nói chung là tùy vào cái dung size thôi, còn thực tế thì em thấy nó cũng vẫn còn đo cũng khá ổn, không có vấn đề gì hết. Vạch số thì rõ nét nha. Vạch số rõ nét. Không có mờ số ha. Hàng nội địa ha. Mitutoyo. À, đo trong là cộng 20 nha. Đo trong cộng 20. Cộng 15 chứ không phải cộng 20, cộng 15. Có nghĩa là mọi người đo cái lỗ nhỏ nhất là lỗ 15. Tại vì đo dưới này này. Đó. Con này đo thô. 900 ngàn nha. Thước kẹp hoạt động nhẹ nhàng bình thường nha. Đó. Rồi 900 ngàn mã số cuối cùng ngày hôm nay. Mọi người ai cần mã số nào thì liên hệ giúp em nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.